Mẹ là ai không? Không biết à? À, quý cô bác ạ, cháu nhỏ thì còn rất là nhỏ thì bố mẹ cũng đã chia tay nhau rồi. Thì bây giờ thì cháu về ở với bà ngoại thôi. Thì rất là nhớ bố mẹ, thì cháu có muốn có bố mẹ không? Muốn. Muốn có à? À, muốn có nhưng mà không có được rồi. Bây giờ lại phải ở với bà ngoại rồi. Cố gắng nhé, cố gắng học hành. Cho sau này cuộc sống nó tốt lên nhé cháu nhé. Ngoan thật. Cháu anh này rất là ngoan. Biết trông con rồi. Đấy, đây là con gái của em Giang nhé. Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục đến với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và hôm nay em Bình tiếp tục vào trong gia đình các cháu mồ côi ở thôn Nam Thàn, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng để mua một tấm bạt để cho gia đình các cháu được dùng để chuẩn bị làm nhà quý cô bác. Vì là gia đình thì phải chuyển ra đi ở một cái lán nhỏ để mà dỡ cái ngôi nhà này, nên là gia đình sẽ không có cái chỗ để mà trú nắng trú mưa. Đấy, vì vậy thì em mình cũng đã trích số tiền của Mạnh Thường Quân để mua tấm bạt vào đây. Đấy, thì là em hôm nay em mình vào đây thì cũng mua tấm bạt là 10m. Đấy, thì 1m là 30.000, thì 10m là 300.000 nhé quý cô bác. Đấy, thì bây giờ là buổi sáng sớm, còn rất là sớm luôn. Đấy, em mình sẽ đi vào trong nhà các cháu để gửi tấm bạt cho gia đình. Đấy, thì em mình cũng xin cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em Bình, cũng như là ủng hộ các cháu mồ côi để các cháu có cái cuộc sống mới. Em Bình xin cảm ơn. Em Giang đang chuẩn bị nấu cám lợn. Nhà em nấu cơm sáng cho em.
cái chân đấu à? À, cây chuối này là hôm qua chọc rồi hay là sáng nay vừa chọc? À, cô bác anh chị có thể thông cảm cho em mình một chút nhé, vì là đi qua con sông thì đôi giày của em mình bị ướt rồi. Đấy. Đi giày ra đây nên là nó bị ướt này, em mình sẽ bỏ đôi giày đi bên ngoài, đi trên đất một tí nhé. Đấy. Cô bác thông cảm. Thì là sáng nay em mình phải chạy ra thị trấn để mua cái tấm bạt đấy, nên là phải đi giày. Cái đường hơi xa nên phải đi giày, đi xe máy cho nó an toàn. Thì hôm nay thì ở Việt Nam thì cũng là ngày chủ nhật nên là các cháu cũng nghỉ học ở nhà. Các cháu toàn là các cháu mồ côi thôi, ở nhà nhé, quý cô bác. Cái cám lợn là hôm nay không có ăn rồi. À, nấu vào để cho ăn tối à? Thì cũng được. Quý các bác, bây giờ là 6 giờ sáng ở Việt Nam. Và hiện tại thì em Giang đang bắt đầu công việc, đó là thái cây chuối để mà nấu cám lợn cho lợn ăn. Thì ngày trước thì gia đình cũng rất là khó khăn, không có lợn để nuôi. Vì vậy thì anh Vũ Việt Anh và cô Vũ Thị Đào ở bên nước Úc cũng đồng cảm và thương gia đình. Thì cô và anh cũng đã gửi được một ít tiền về để cho em mình mua lợn vào đây để làm giống. Và hiện tại thì gia đình rất là chăm chỉ và chịu khó để mà chăm nuôi, để đổi đời cũng như là đổi cái cuộc sống khó khăn này. Vì là cái cuộc sống khó khăn, nghèo khó đã gắn bó với gia đình được mấy chục năm qua rồi, gia đình rất là khó khăn. Thì cũng chỉ mong là gia đình sẽ nuôi lợn để phát triển được kinh tế, để có thể giúp đỡ được một phần nào đó cho các cháu mồ côi và có tiền để đi ăn học. Còn về cái phần ngôi nhà thì hiện tại cũng có Mạnh Thường Quân để giúp đỡ chuẩn bị xây nhà nữa. Tuy nhiên cái kinh phí thì vẫn chưa đủ. Thì em mình cũng rất là mong tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả của em mình hãy giúp em mình like và đăng ký kênh, cũng như là giúp chia sẻ để nhóm Mạnh Thường Quân khác có thể xem thấy cái video, là giúp đỡ các cháu một chút kinh phí để xây nhà. Hiện tại thì kinh phí xây nhà thì cũng được một nửa rồi. Đấy. Tuy nhiên thì cũng thiếu rất là nhiều, thì vẫn chưa đủ. Cũng rất là mong muốn đến tất cả quý cô bác anh chị và quý khán giả đấy, cùng nhau đóng góp một chút để cho các cháu xây ngôi nhà. Đấy, gia đình các cháu thì cũng có em Hoa và em Giang là đây đang thấy chuối ở đây, và cháu nhỏ bên này cũng như là cháu anh ở bên kia nữa. Đấy, rất là nhiều cháu mồ côi ở trong một ngôi nhà dồn nát như thế này. Đấy, ngôi nhà cũng đã hỏng hết rồi. Đấy, ngôi nhà hỏng hết như thế này nên là cái mùa đông này về thì gió lùa vào nhà rất là lạnh quý cô bác ạ. Đấy, rất là lạnh. Thì tất cả chúng ta hãy chung tay để mà giúp đỡ gia đình các cháu. Đấy, có ít thì cho ít, có nhiều thì cho nhiều quý cô bác ạ. Để cho đi thì còn mái, lá lành đùm lá rách quý cô bác ạ. Tuy em Bình cũng khó khăn không giúp đỡ được gì, nhưng mà em Bình cũng đi làm một cái cầu nối để mà kết nối đến với Mạnh Thường Quân. Đó cũng là một cái phần giúp đỡ nho nhỏ của em Bình đến với các cháu mồ côi. Thì cũng mong tất cả quý Mạnh Thường Quân hãy cùng nhau để giúp đỡ gia đình một chút ạ. Giúp 20.000, 50.000 cũng được. Các cháu thì đang đi chơi bên ngoài này. Đấy, buổi sáng sớm thì các cháu cũng dậy sớm rồi. Thì dậy sớm thì cũng không có cái gì ăn. Đấy, chỉ ăn cơm với lại rau. Nếu mà không có gạo thì cũng chỉ ăn mè mén ăn ngô thôi.
Tuy nhiên thì em mình vào đây thì cũng kết nối được với Mạnh Thường Quân ở bên nước ngoài, thì cũng có gửi một ít tiền để mua gạo cho các em ăn rồi. Đấy, phần gạo thì cũng có để ăn rồi. Tuy nhiên thì cái ngôi nhà thì kinh phí thiếu rất là nhiều. Đấy, em mình đang lo về cái phần kinh phí. Đấy, các cháu thì đang chơi ở đây. Đấy, cháu anh thì cũng đã trông hộ cháu này của em Giang rồi. Đấy, anh ơi, anh bảo cháu này đứng dậy thì ngà đấy, bảo cháu này đứng dậy. Đấy, cháu bên kia nữa. Ừ, không ngồi dưới này nhá. Đấy, con gái này là của em Giang đấy. Ừ, đi vào nhà, không nghịch nhá. Không nghịch chú mới mua kẹo cho. Đấy thì là buổi sáng hôm nay thì em mình lấy tấm bạc vào đây thì cũng chia sẻ như vậy đến quý cô bác. Đấy, em Hoa thì đang ở dưới này làm việc. Đấy, đang lấy rau lợn quý cô bác ạ. Em Hoa thì cũng rất là chịu khó để giúp đỡ bà ngoại nữa. Đang đi lấy lá khoai, khoai sọ hay sao ấy quý cô bác ạ. Để mà về nấu cắm lợn cho lợn ăn. Đấy, em Hoa thì đi tít dưới này rồi. Đấy, gia đình thì đang khó khăn, tuy nhiên thì sẽ cố gắng để mà khắc phục được cái sự phát triển kinh tế, rồi là sau này thì gia đình sẽ ổn định thôi. Đấy. Cái gì sao cực cười đấy? Anh ơi, anh mặt thế này có lạnh không? Không. Không lạnh à? Chắc là quen rồi. Đấy, em Bình thì mặc cả áo bông ở đây rồi. Đấy, rất là lạnh nhé. Buổi sáng hôm nay rất là rét và lạnh. Tuy nhiên thì các cháu mặt rất là phong phanh, bởi vì là các cháu chưa có áo khoác lạnh. Đấy, em Bình mặt ấm thế này rồi mà vẫn thấy lạnh. Các cháu nhỏ thì chưa có áo mặt nên là đang ăn chơi ở đây. Các cháu bảo là không lạnh ấy. Chịu đựng quen rồi. Em đi lấy rau lợn này. Em có đi lấy tiếp được không? Chắc không đi. Chắc không đi, lấy đủ rồi. Cái chuối này em có thái hết không em Giang? Dạ có. Thái hết luôn à? Vâng. Thái hết thì có đủ ăn một ngày không? Đủ. Đủ à? Đấy. Quý cô bác ạ, hiện tại thì 6 con lợn thì một cái chuối rất là to như thế này. Đấy, một cái chuối rất là to với lại một đống rau bên kia nữa. Và cả cái bột ngô nữa. Nấu một nồi rất là to thì mới đủ ăn một ngày thôi. Đấy, bây giờ lợn rất là to rồi. Ngày trước thì lợn bé thì nấu một ít thôi cũng bàn này thôi cũng đã đủ ăn cả ngày rồi. Nhưng mà bây giờ lợn thì phải ăn cả một cái chuối to như thế này. Mà chưa chắc đã đủ ăn no nữa. Gia đình thì cũng nấu ở trong này. Nấu cắm lợn ở trong cái nồi to này. Rất là siêu to luôn. Nồi siêu to. Anh ơi. Thì ăn cơm gạo hay là ăn cơm mè mén? Ăn cơm gạo. Ăn cơm gạo à? Gạo ai mua ra? Anh mình mua ra. Anh mình mua gạo ra cho cháu ăn nhá. Rất là ngoan nhờ. Đấy, ngoan quá. Rửa mặt chưa? Chưa. Chưa rửa phải không? Đấy, tí đi rửa nhá. Tí bảo bà ngoại đun nước nóng rồi đi rửa nhá. Cho đỡ bị ốm. Ngoan thật quý cô bác ạ. Em Bình thử hỏi sẽ là ai mua da thì anh Bình mua da. Rất là thông minh. Chỉ mong sao cho các cháu được đi học để hiểu biết cái tiếng phổ thông. Để cho sau này đỡ vất vả. Thì sau này thì đi làm công ty hay đi làm đâu thì đều phải biết tiếng phổ thông thì mới được. Không biết thì họ sẽ không lấy mình làm. Thế cháu có nhớ bố mẹ không? Có. Có à? Đấy, ngoan thật quý cơ bác ạ. Thế cháu có biết bố mẹ là ai không? Không biết. Không biết à? À, quý cơ bác ạ. Cháu nhỏ thì còn rất là nhỏ thì bố mẹ cũng đã chia tay nhau rồi.
Thì bây giờ thì cháu về ở với bà ngoại thôi. Đấy, rất là nhớ bố mẹ. Thế cháu có muốn có bố mẹ không? Muốn. Muốn có à? À, muốn có nhưng mà không có được rồi. Bây giờ lại phải ở với bà ngoại rồi. Cố gắng nhé, cố gắng học hành để cho sau này cuộc sống nó tốt lên nhé cháu nhé. Ngoan thật. Đấy, cháu anh này rất là ngoan. Biết trông con rồi. Đấy, đây là con gái của em Giang nhé. Cháu này còn nhỏ nên là anh thì là cũng có 10 tuổi nên là anh rất là thông minh và ngoan ngoãn để giúp đỡ trông cháu nhỏ này. Đấy, cháu nhỏ này hơn 1 tuổi thôi. Đấy, cháu nhỏ này là hơn 1 tuổi thôi. Đấy, rất là ngoan. Đấy, những cái tình cảm như thế này thì bố mẹ của cháu nợ cháu rất nhiều nhé quý cô bác. Đấy, tuy chúng ta không lấy nhau, bỏ nhau cũng được, nhưng mà đừng có để các cháu nó khổ như thế này. Để các cháu khổ thế này thì biết trước như vậy thì đừng có sinh các cháu ra để các cháu khổ. Còn em Hoa thì cũng lớn rồi nên là công việc thì cũng biết làm rồi. Đấy, tự làm. Em định trèo cây hả em? Định lấy rau lợn à? Đấy, hiện tại thì em Hoa sẽ trèo cây lên để lấy cái lá này. Cái lá này về để cho lợn ăn ấy, quý cô bác. Em trèo cây thì cẩn thận nhá. Ừ, cao lắm đấy. Em nhìn xem là nó chắc chắn chưa? Ngôi nhà tranh của các cháu thì vài hôm nữa thì sẽ dỡ hết ra nhé quý các bác. Hiện tại thì em mình vẫn đang vào đây để chia sẻ cũng như là mong muốn đến tất cả quý mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để xây căn nhà. Thì cũng có các mạnh thường quân khác cũng đã tài trợ cũng được một nửa rồi. Thì số tiền mà em mình làm nhà thì em mình ước tính khoảng 100 triệu nhé quý các bác. Thì làm thì bây giờ thì cũng được 50 triệu rồi. Đấy, thì vẫn còn thiếu rất là nhiều. Nên là cái số tiền đang ít nên là cũng chưa làm được. Nhưng mà em mình sẽ cố gắng để mà làm nhà sớm nhất cho các cháu. Đấy, hiện tại thì em mình đang ghi hình ở bên ngoài. Nhưng mà trời mưa cũng rất là to. Đấy, trời mưa rất là to nên em mình ướt hết đầu rồi. Thì, mưa thế này thì đốt củi trong nhà nữa. Cái này bóc hơi lên thế này nhé quý các bác. Đấy, cái cỏ chanh bóc hơi như thế này.
không thể tin đây là một ngôi nhà được, nhưng mà cũng nuôi lớn các cháu mồ côi ở trong cái ngôi nhà này luôn á quý cô bác. Ngôi nhà này thì ngôi nhà không thể tả được rồi. Em mình cũng rất là đồng cảm với gia đình, tại vì là gia đình cực kỳ là khó khăn. Em mình vào đây mà em mình cũng vào đây làm rất là xa ấy. Em mình mà đi về được khoảng 1-2 tuần là gia đình các cháu lại không có cơm ăn rồi. Thế thì em mình cũng rất thương lại ra đây. Thì em mình cũng nghĩ đi nghĩ lại thôi, thì em mình vào đây ở để kết nối đến Mạnh Thường Quân, rồi là xây cho các cháu căn nhà để cho vừa lòng em mình cũng như là vừa lòng các cháu, cũng như là các cháu mong ước quý các bác. Thì tự nhiên mà đa làm mà mình đi về thì em mình thấy rất là áy náy, kiểu như không giúp được cho gia đình cái gì, rất là áy náy vì là rất là thương gia đình. Người già thì cũng không nói, nhưng mà các cháu mồ côi còn nhỏ, không biết là tương lai sẽ đi đâu về đâu, tương lai rất là mù mịt. Vì là ngày trước em mình cũng rất là khó khăn ấy, nên là em mình rất là hiểu về cái khó khăn đó là như vậy. Một khi đã nghèo rồi thì nghèo hết cớ luôn quý cô bác ạ. Một cái gì không có, thậm chí một cái bát ăn cơm cũng không có. Thì buổi sáng thì em mình cũng vào đây chia sẻ như vậy thôi nhá quý cô bác. Chia sẻ những cái hoạt động của gia đình hàng ngày, cập nhật đến trên kênh, quý cô bác anh chị có thể nắm bắt được tình hình chuẩn bị làm nhà. Rồi bé được cả con gái của em Giang nữa anh, giỏi thế em. Cháu này giỏi thế, biết trông con từ lúc nào rồi đấy, nói cho chú nghe nào. Biết trông con được mấy năm rồi? Không biết. Không biết là được mấy năm à? Chỉ biết là biết trông con thôi à? Rồi ngoan thật. Ê cháu nhỏ con đánh cháu lớn á. Cháu này thì nhỏ lắm chưa biết gì đâu. Cháu này vừa mới có 15 tháng tuổi, nhỏ lắm. Vui đùa thôi. Vui đùa. Đang vui đùa với nhau. Được rồi, không được đánh. Được rồi, thế thôi. Nghe cũng hình như là cũng hiểu một chút rồi nhỉ. Em Hoa, em Răng nhỉ. Con gái em ấy. Nói thì hiểu rồi đấy, nhưng mà chưa nói được nhỉ. Nhỏ cứ phải hơn 2 tuổi mới nói được. Con cả của em có đi thăm không? Em đi thăm lần nào chưa? Chưa. Được đi... mấy được bao nhiêu ngày em không đi thăm? Được 1 tháng. Được một tháng vẫn chưa đi thăm con à? Bà nội của em có gọi điện ra đây không? Dạ không gọi đâu. Không gọi. Thế em có gọi đi không? Không hỏi thăm sức khỏe cháu à? Dạ không có, nhưng mà em gọi cho mình nhà. Nhà không nghe. Hôm qua điện đi thang nên là không có xe. Không có xe thì nhớ quá thì gọi ông bà nội đưa. Ê, ra đây. Báo rồi mà gọi cho người nhà không nghe, không biết gọi. Thì cố gắng, xong là tìm cách để đi thăm cháu. Thank you.
em Lý ơi, em Lý, đưa chó nhỏ xuống dưới này không tính nhà đấy nhé. Đưa xuống dưới này thôi, không trèo lên đấy bẩn hết đấy. Mấy hôm nữa thì phải ngủ trên này. Đấy, biết bé con rồi à. Xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Đấy, em Hoa thì lấy cái lá này cho lợn cũng đã lấy xong rồi. Thì Tiễn Thệ thì cũng lấy cái cành cây để làm củi luôn nhá, quý các bác. Em Hoa ơi, anh thì cũng đã mua bạc vào đây rồi thì một tí gia đình em mà ăn sáng xong ấy thì là làm lại cái này nhá. Cái này nó trông chắc chắn. Đầu sâu vào, đầu những cái cột này sâu sâu xong là lấy cái tấm bạt kia về để che ở đây trước nhá. Che ở đây trước cũng được. Không thì để mái hôn cũng được, vì là vẫn chưa ngủ bên nào. Cái củi này chắc phải một tháng nữa mới đun được nhỉ. Bây giờ nó đang đang chưa khô. Đang học sinh mà tự nhiên về nhà làm việc với bà ngoại thấy vất vả không em? Có. Có à? Vả. Sáng nay mấy giờ dậy rồi? Em là 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi dậy rồi á? Dạ. Dậy sớm nhỉ? Anh 5 giờ mới dậy. Thế là em dậy hơn anh 30 phút nhỉ? Anh dậy đi mua bạt về cho gia đình em ấy. Em Hoa thì cũng lớn rồi, giúp đỡ được bà ngoại rồi. Các cháu thì còn rất là nhỏ tuổi, nói chuyện thì cũng đang rất là ngại. Cố gắng nói thôi nhỉ em Hoa nhỉ. Em Hoa, nói chuyện với anh có ngại không? Không ngại à? Không ngại cũng được, không ngại càng tốt. Mình là anh em mà, còn phải giúp đỡ được nhau nhiều. Em bé đưa cháu đấy đi về đi. Ngao liền gạt xuống cẩn thận nhé Ngao liền nha. Ngoan ngoan nhá. Thank you.
Bây giờ em Bình sẽ đi về quý các bác anh chị ạ. Thì em Bình cũng xin phép hết cái video tại đây. Em Bình xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý các bác anh chị, quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã luôn quan tâm và ủng hộ các cháu mồ côi và ủng hộ kênh của em Bình. Em Bình xin trân trọng cảm ơn. Thì em Bình thì phát video vào hàng ngày buổi sáng 10 giờ. Đấy, thì em Bình xin nói như vậy để cho tất cả quý các bác anh chị có thể biết cái khung giờ em Bình phát video ạ. Thì em Bình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bác anh chị trên những cái video tiếp theo trên kênh Núi Đá Phong Cao. Xin chào.